Hello, Thu Thương xin kính chào tất cả các cô chú, các anh chị và các bạn đang trở lại coi kênh YouTube của Thu Thương ngày hôm nay. Và hôm nay Thu Thương sẽ hướng dẫn cho mọi người bài 5, bài tiếp theo. Tại vì hôm nay chúng ta sẽ không có học một cái cấu trúc câu nào hết, nên là Thu Thương không cần nhờ đến sự trợ giúp của Mr. Phil. Mr. Phil hay hướng dẫn chúng ta trong chương trình hướng dẫn tiếng Anh của Thu Thương, thì hôm nay chúng ta sẽ học một số những cái từ để chúng ta có thể ghép vào trong một cái cấu trúc câu để thành một cái câu hoàn thiện. Thí dụ như là hôm vừa rồi Thu Thương đã hướng dẫn các cô chú và các anh chị, bạn có muốn không? Do you want to? Đó là một cái cấu trúc câu. Do you want to? Do you want to? Chữ want, want, want to. Do you want to? Do you want to? Rồi, thí dụ như là tôi muốn. Người ta hỏi là bạn có muốn cái gì đó không, và mình trả lời tôi muốn, thì mình sẽ dùng cấu trúc câu là I want to. I want to. Còn thí dụ như mình không muốn thì mình sẽ nói là I don't want to. I don't want to. Nhớ chữ T luôn, giùm Thu Thương. I don't want to. I don't want to. I don't want to. Đó, thì đây là một cái cấu trúc câu. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ có number one. Number one là đi. Chữ đi. Đúng không? Chữ đi chúng ta đọc là to go. To go. To go. To go. Thí dụ như người ta sẽ hỏi mình là Do you want to go? Bạn có muốn đi không? Do you want to go? Thí dụ như mà mình muốn thì mình sẽ nói là I want to go, là tôi muốn đi. Còn nếu tôi không muốn đi, I don't want to go. Tôi không muốn đi, đúng không? Thì cái mẫu câu là Do you want to go? Bạn có muốn đi không? I don't want to go. Tôi không muốn đi. Còn thí dụ tôi muốn đi. I want to go. Thì cái cấu trúc câu hồi nãy Thu Thương đã hướng dẫn quý vị, đúng không? Rồi, number two là số 2. Chữ ăn. Đúng không? Ăn. To eat. To eat. To eat. Nhớ có chữ tờ giùm Thu Thương sao nha. To eat. Đó là chữ ăn. Number three, chữ uống. To drink. 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 Do you want to drink? I don't want to drink. Tôi không muốn uống. I want to drink. Tôi muốn uống. Number four, chữ mua. Đây, tất cả những cái Thu Thương đang hướng dẫn là động từ. Động từ là nói về những cái hoạt động, đúng không? Đó. À, mang tính chất hoạt động. Đó, động từ. Bây giờ động từ. Động từ mua. Mua. To buy. To buy. To buy. Do you want to buy? I want to buy. Tôi muốn mua. Number five, số 5. Chữ bán. Chữ bán. To sell. To sell. To sell. Chữ bán. Do you want to sell? I don't want to sell. Là chữ bán. Number six, số 6. Chữ thuê. Chữ thuê. To rent. To rent.
rent là thuê. Do you want to rent? I don't want. Tôi không muốn. Đúng không? Tôi không muốn. I don't want. Tôi không muốn. Rồi. Nãy giờ các cô chú, các anh chị đã chụp lại rồi đúng không? Viết lại rồi đúng không? Rồi. Bây giờ tới number 7. Bây giờ chúng ta trả hoặc chúng ta thanh toán thì chúng ta đọc là to pay. To pay. To pay. Do you want to pay? I don't want to pay. Bạn có muốn trả không? Tôi không muốn trả. I don't want to pay. Rồi, number A. Chữ đến. To come. To come. To come. Đó, bây giờ cấu trúc câu thì chúng ta cứ gắn vô mà chúng ta nói. Do you want to come? I want to come. I want to come your house. Là tôi muốn đến nhà của bạn. I want to come your house. Là tôi muốn đến nhà của bạn. Bây giờ chữ viết. To write. To write. To write. Là chữ viết. To write. Là chữ viết. Number 10. Chữ đóng. Mình đóng cái gì đã lại. To close. To close. Nhớ có chữ C và có chữ S đằng sau giùm Thu Thương. Tất cả những cái âm Thu Thương gạch ở dưới. Thí dụ như Thu Thương nói rất là chậm. To close. Close. Nhưng mà chúng ta đọc to close. To close. Hầu như tất cả những người học tiếng Anh ở bên Việt Nam và chúng ta học ở những trường Việt Mỹ cũng vậy. Thầy cô trong trường không có hướng dẫn chúng ta đọc những cái tỉ mỉ, thí dụ như là đọc là to close, nhưng mà họ không hướng dẫn chúng ta close, close, close. Phải như vậy. Bên này người Mỹ người ta phân biệt những cái âm như vậy để người ta hiểu, bắt buộc chúng ta phải đọc những cái âm nhấn ở đằng sau hoặc đằng trước những cái âm như vậy, chúng ta phải đọc to close, to close. Nếu như mà ở đây quý vị nghe rất nhiều người học tiếng Anh, họ chỉ đọc là to close, to close. Họ đọc như vậy. To close, to close. Mở. Chữ mở. To open. To open. To open. Đúng không? Rồi chữ học. Chữ học. To learn. To learn. To learn. Learn. Có chữ RN này nha. To learn. To learn. To learn. Learn. Nhớ cong lưỡi. To learn. To learn. Chữ này rất là khó. Khó đọc. Rồi. Chịu khó học giùm Thu Thương nha. Thirteen, thirteen, số 13. Chữ nhìn thấy. To see. To see. Không phải là see. Nếu mà viết vậy là các cô chú sẽ đọc là see, đúng không? To see, no, see. Nó khác như vậy. Phải sửa lại. Không có see, see. Nếu mà Thu Tương viết chữ S như vậy là cong lưỡi rồi, đúng không? Cong lưỡi như vậy là không đúng rồi. Cong lưỡi như vậy là không đúng rồi. Phải sửa lại. Cái đó không có cong lưỡi. Cái đó cong lưỡi là không có đúng rồi. Rồi. Thí dụ như mình hỏi Do you want to see? Do you want to see? Bạn có nhìn thấy không?
Do you want to see? I don't want to see. Tôi không thấy. I don't want to see. Tôi không thấy. Rồi chữ nói. To say. To say. Do you want to say? I don't want to say. Do you want to say? I don't want to say. Tôi không muốn nói. Rồi. Chữ dừng lại. Chữ dừng lại. To stop. To stop. To stop. Dừng lại. Giống như mình đi xe vậy đó. Mình kêu tôi dừng lại. Stop. Là mình kêu dừng lại đó. Stop. Rồi. Bây giờ chữ thích. Chữ thích. To like. To like. To like. To like. Là thích. Giống như hôm bữa mình có học cái chữ câu là chữ I like it. I like it là tôi thích nó, đúng không? Bữa trước mình học là I like it. I like it là tôi thích nó, đúng không? Rồi. Số 17, 17, 17. Số 17. To sleep. Nhớ chữ S giùm thường thường có chữ S. To sleep. Thay vì mình đọc sleep, 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 mình đọc to sleep. Lẹ lên, to sleep. To sleep là chữ đi ngủ. Rồi. 18, số 18, chữ học. Chữ học. To study. To study. To study. To study là chữ học, đúng không? Là chữ học. Do you want to sleep? Bạn có muốn ngủ không? I don't want là tôi không muốn, đúng không? Tôi không muốn. Thì hôm nay chúng ta đã học được 18 từ mới và với mẫu câu Do you want? Bạn có muốn không? I want to là tôi muốn. I don't want là tôi không muốn. I don't want to gì đó là tôi không muốn. Đúng không? Mình học to là mình gắn vô. Thí dụ như I don't want to sleep, tôi không muốn ngủ. I don't want to drink, tôi không muốn uống. I want to go, tôi muốn đi. Đúng không? Thì đây là những cái cấu trúc câu rất là đơn giản. Nên là ngày hôm nay không có Mr. Phil. Và ngày mỗi tuần chúng ta sẽ học thêm những mẫu cấu trúc câu mới. Thì Thu Thương sẽ nhờ phần trợ giúp phát âm pronunciation Mr. Phil. Thu Thương hy vọng các cô chú các anh chị sẽ thích những cái bài học của Thu Thương hướng dẫn. Và mong rằng mọi người sẽ học được tiếng Anh, gần gũi với tiếng Anh hơn. Xin thân ái chào tất cả mọi người. Nếu mọi người thích video của Thu Thương, hãy nhấn cho Thu Thương một nút like và đăng ký ở bên dưới để xem mỗi video tiếp theo. Nhớ nhấn nút đăng ký giùm Thu Thương nha. Xin chào tất cả các cô chú, các anh chị và các bạn. Xin thân ái và hẹn gặp lại. Bye bye.